Con gì đây? Con gì? Đi ra, đi ra. Chụp, 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 chụp. Tay quá rồi. Nó đang phơi nắng ở trên cầu gôn luôn rồi. Đi 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 đi, quay đây. Chạy mất đấy. Lấy đi, quay, quay khay, lấy quay khay. Quay vào đây, của anh đập kìa đâu ấy. Xa lắm. Đi đi, anh giữ được mà. Lấy đi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi làm một cái thử thách sẽ bắt con kỳ nhông ấy các bạn. Con kỳ nhông hay đậu ở các cái hàng rào này. Đấy thì với lại cái đậu ở những cây cao su này, mình bắt kỳ nhông để mình cho con chim mình bịt mình ăn. Đấy, tại vì mình thấy có cái video mà người ta quay được cận cảnh là con bìm bịt mẹ ấy. Cho con bìm bịt con mà con đang còn nhỏ cơ, nó nuốt hẳn một con kỳ nhông luôn. Thì bây giờ con của mình đã lớn rồi, mình sẽ cho nó ăn thử một lần xem như thế nào các bạn. Đây, cái bìm bịt của mình bây giờ nó đã khủng như này rồi. Ủa, đang giấy. Cái giấy này các bạn, mình sẽ bỏ đây cho nó êm, hình như nó đói quá nó ăn luôn cả giấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi bắt xem có con nào không các bạn. Đi. À, cái que của anh rồi nhỉ. Đây các bạn ơi, cái que này mình dùng để đi gặp nó là đập luôn. Nó hay đậu ở các cái cột này, để ý nhé chú. Có giờ mấy miếng mà nó chạy, nên thằng lằn nó chạy. Có thể dùng bắt luôn. Hơi nhỏ, đây rồi con. Ôi, đậu rồi. Gì đi. Ui, con đây. Đánh đông gì được. Con này là con lớn nha, gần bay rồi. Lão dám bỏ đi đường được. Được đấy. Chắc là thằng mất con thay chồng quá. Đây ngọn hả? Bắt lắc đi. Em đang chạy. Cho quen dần với thế giới bên ngoài. Mình lấy cái rổ úp lại thôi cho nó. Con sống nó chạy mất công không? Ơ hứt sống. Đu ở đây nhá. Để anh nhanh lên cái rổ cầm. Mấy con này dẻ thúi lắm các bạn ạ. Úp nó vào luôn. Tẩy mấy láo thật. Đấy. Con gì đây? Con gì? Chụp, 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 chụp. Tay quá rồi. Nó đang phơi nắng ở trên cầu gôn luôn rồi. Đi 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 đi, quay đi. Chạy mất đấy. Lấy quay, quay khay, lấy quay khay. Quay vào đây của anh đập kìa nhau mất. Xa lắm. Đi đi, anh chưa được mà. Đi đâu ạ? Ôi!
Thôi, chúng ta lại. Đâu đây đi. Ôi, bạn ơi. Đi bắt kỳ nhông mà được kỳ đà luôn. Ui, xếp anh. Ui. Đá ỉa luôn. Ôi, các bạn ơi, mình vô nó, đây đầu nó mình cũng toát tay luôn rồi. Ui, nó cắn. Ui, đau quá. Quái nó không kịp quay. Ui, nó đang phơi nắng. Tao mà chạy không kịp nó chạy mất rồi. Các bạn ơi, đã chưa? Nguyên một con kỳ đà nhá. Mình đi bắt kỳ nhông mà không ngờ bắt được kỳ đà luôn các bạn. Sướng không? Cho mình bị bắt được kỳ đà luôn. Mệt. Ui, đau tay quá. Từ từ giữ nó không nó cắn chết. Đập mạnh quá trời. Trời cả máu mồm. Phải làm sao nhỉ, cho chắc, cầm sao cho chắc nhỉ? Đây, cầm đây. Đây các bạn. Phải quay lên trời đấy. Bẻ nó xuống. Toạc máu rồi các bạn ơi. Vừa vớt toạc máu. Cái que rồi. Vứt luôn que đi, không bắt kỳ đông nữa, đi về thôi. Con này về nuôi. Thì được không? Không, nuôi. Con này hơi nhỏ các bạn ạ. Con này tầm khoảng chắc được ký hết các bạn. Mình đã bắt kỳ nhông. Thằng Tú nó lười, nó mệt. Nó kêu để nó nghỉ tí đã. Thế mình hai thằng nhìn thấy con kỳ nhông, à con kỳ đà, và đuổi theo. Hai thằng cùng đuổi theo. Xong cuối cùng Tú rồi quay lại chạy, quay ngược lại lấy máy quay ra để quay. Sợ nó chạy mất chứ bình tĩnh là quay được. Cái cảnh nước nó đang tắm nắng luôn đấy. Ừ, đang lột da này các bạn ơi. Này, đang lột da này. Chắc tắm nắng để lột da hay sao ạ mà. Đấy. Con này còn non. Da của nó này. Nó lột da rõ ràng luôn này. Con này tầm khoảng 50 phân. Ôi. Nó như kiểu muốn tắt thở các bạn. Hay mình bóp cổ chặt quá. Bóp cổ chặt quá, mình sợ đấy. Chạy mất. Kéo bên dây. Thôi thở đi. Ui, nó tắt thở rồi. Giả chết đấy. Giả chết nó chạy, thả nó chạy ấy. Đừng có tin mấy thằng. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình không làm cái thử thách gì nữa. Để hôm khác. Về mình cho con này nó sống cái đã để mình nuôi thử xem có được không. Chứ nó nhỏ quá thịt nó không có gì. Bụng rỗng tích. Con này ăn gì không biết? Ăn thịt. Thịt gì? Ăn mấy con chim gì đồ à. Ăn con chim á. Cho sao con chim nó có sợ không này. Ồ, đợt mổ luôn hả? Con này cứ đòi ăn con kia thì sợ. Các bạn ơi, hôm nay có một cái bất ngờ rất là lớn. Thôi, bây giờ anh em mình về để đi mua lồng nuôi thử đi. Còn mình sẽ đi về mua lồng để nuôi. Thôi, tạm thời hôm nay dừng lại cái clip và cho ăn kỳ nhông đi. Mệt quá. Mình bị đứt dây chẳng rồi, mình chạy. Đá hết cả chân. Lâu ngày không thể thao nữa. Chạy mất cả dép. Đi mua lồng đi. Mình vừa mới ghé qua nhà cất kia con mình tìm. Bây giờ mình phải đi thả con này ra, không có cái gì nhốt. Mình phải đi mua cái lồng nữa.
đây các bạn ơi, đứng đứng hợp cạ luôn, đang đang làm cái lồng này, vừa mới gắn xong cái lồng này. Đấy, bấm bấm ngược lại được không anh? Mấy cái lồng này nhốt vào này đóng hết. Được, được. Nó chạy mất sao? Có cái loại nào nó to hơn tí không? Dăm dày, sắt dày hơn tí gì? Cho cái lông chôn đấy, bỏ vào được. Lông chôn có. Được. Nuôi mà. Thích. Không cầm này được. Vừa bắt được. Vừa đến nơi vừa có lồng rồi. Kiểu như kiểu là nó có cái gì nó hơi hợp hợp ở đây hay sao? Tao đang quái rồi, khi này họ dặn nó cái làm xong cho họ ấy đi. À, của họ dặn hả? Ừ. Thế thì để cho em trước đi. Thế giờ phải để cho mít trưởng chứ sao? Nhưng mà bao nhiêu cái này đây? Em không mang tiền đâu, mai em đưa nhá. Đang đi ở trên kia này. Có một cái hả? Một cái à? Hai bên hai cái. Mà mỗi một cái bao nhiêu em mua một cái để em bỏ thêm hai bên hai cái không? Hả? Bỏ hai bên hai cái một cái, cứ ăn một cái nhận nước các bạn. Cái lồng này người ta nuôi con gì nhỉ? Thì nói chung là gà quẹ, gà quẹ ngán lồng. Cái là hôm qua có cái thằng nó lấy nó con chôn hương, bắt được con chôn hương cắn. Hay phải thả vào đây trước đi, chứ bóc cổ nó sợ nó. Thả được. Thả vào đây được cái này. Được rồi. Bỏ chút bằng bằng. Thả được. Ui, mà cấu đây. Lấy cáo luôn nè. Lấy cáo đấy. Lấy cáo không sợ, mà sợ nó cắn này chứ. Báo thích luôn. Không biết đâu có thoát không được. Con này mà to tí là mình sẽ cho nó lên dĩa đấy các bạn ạ. Nó hơi nhỏ. Cho thì khi đến lòng ăn, ý là mày làm thịt gà mày bỏ. Ý là thịt. Ừ, thịt gà. Ý là cám đâu không ăn à? Cám đâu ăn không? Chị sẽ đói lòng ăn. Hôm nay nó chỉ ăn thịt chứ gì ăn gì. Xong chưa anh? Rồi đó. Đây này. Cái này sao mà ra được? Ý về sẽ phải gia cố nó lại chứ không à? Không, ý là về đêm đêm này nó thoát luôn đấy, mẹ nó lấy cố á, lấy kẻ một cái kia đấy. Nó hút kinh nhất. Hả? Ờ, đúng rồi, để bao rồi. Để bao rồi mai em anh em bao nhiêu thì em đưa ra nha. Con này chắc được ký hơn ký đấy. Chắc có ký. Về ra thử thêm cái kẻ nha. Ok. Này đấy mình nuôi mấy bữa nó hiền khô mà. Đâu quen không biết. Quen. Nhưng mà định thời gian nó ỉa hôi của mẹ. Chịu khó dọn. Đừng cắn tao nha mày. Bắt đầu cũng sân bóng không phải đâu, có chiều cao thôi. Con này hình như lại bóp cái này về mày đừng có mua cái chuồng này mà tốn đâu. Cái chuồng này về đằng nào cũng bỏ nhỏ luôn à, bỏ chim mình bịp, bỏ chim mình bịp. Cái này là mày mua cái thứ 10 nó mày hàn không lại, bắt đầu mày bỏ cái lưới kia kìa.
Thép tròn á. Tì sư. Ờ, thép tròn. Nhốt như kiểu nhốt con chăn nha anh. Còn cái này đêm nay tao không phải nói độc bồn như đêm nay mà. Chứ không phải là mai còn mỗi cái này đâu. Đâu phải giặt tí về phải ra cố lại. Hết thì phải nó phản cơm lắm. Tại giờ bây giờ quay đầu này. Ok, bây giờ mình sẽ mang nó về đây các bạn ơi. Phải ra cố cái lồng lại cho chắc các bạn. Nó mới bắt được đấy. Mới bắt được. Không. Đi đà. Chứ sợ qua đêm nay nó sẽ lúc mất mình phải ra cố lại cho chắc. Nghe theo mồm ông kia ông kia. Ừ. Ông kia ông nói là mình sợ. Cũng mấy con đêm hóa mình đâu mất tất kiểu. Con gì? Đi đà đó đúng không? Nhà bác à? Ừ. To. Đó nên thôi. Ba con rồi. Ba con luôn hả? À. Mà rù không đẻ rồi mà rù. Đẻ luôn rồi. Hả? Ờ. Nó ăn gì bác? Nó ăn nhìn mẹ nó sâu bò ở bên đây. Tên nó cũng ăn hả? Ờ. Cháu đang sợ không biết cho nó ăn gì đây. Cho tên nó ăn không thì nó ăn dế. Mình này nó sâu bò gì nó ăn hết. Bỏ là bà ăn hết. Mỹ Lê ơi, đi ra đi con, nó sợ nhỉ? Cá nó cũng ăn cơ ăn mưa rồi đúng không? Cá mưa cơ chợ mấy nghìn ký mua để tủ lạnh nó có bán không ta? Có chứ bán bữa nào bán không có bán có mấy nghìn cơ tấn nghìn ký cá mua lại nghìn ký cá mua chợ buổi chiều thấy như chiều không có chiều không có à buổi sáng có bà hay ngồi chỗ bà ăn xôi mua gì có để tủ lạnh đó là cái tàu nước cái tàu chút chứ nấu tắm à tắm nữa hả nấu tắm nước vô chứ không có lạnh nước rỗi lắm nha.